Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh. Đại hội đại biểu Hội Y học tỉnh. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổng kết. Khai mạc lễ hội đền Xuân Ất Mùi tại thành phố Hà Giang. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ. Huyện Vị Xuyên chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Công đoàn Việt Nam. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.350 công đoàn cơ sở với 49.200 công nhân viên chức lao động. Trong đó, công nhân lao động khu vực sản xuất kinh doanh là 12.500 người. Trong những năm qua, các hoạt động xã hội luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện có hiệu quả như cuộc vận động, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn. Qua 2 năm, đã hỗ trợ được 32 mái ấm công đoàn cho cán bộ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở cũng được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện. Tính đến nay, 24 công đoàn cơ sở đã được thành lập và phát triển lên 1.996 đoàn viên. Nhiều mô hình như mô hình ngày thứ bảy hướng về nông thôn, mô hình thi đua cụm các công đoàn cơ sở tại Liên đoàn Lao động huyện Yên Minh. Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Trần Thanh Hải đã ghi nhận những kết quả đạt được của Liên đoàn Lao động tỉnh trong những năm qua. Đồng chí cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần tập trung thực hiện nhiệm vụ quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, phải thực sự hướng về cơ sở, gần gũi với người lao động để công đoàn không ngừng phát triển là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang. Đồng chí Vương Mỹ Vàng mong muốn trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Hà Giang, có nhiều chương trình dự án để giúp đỡ người lao động ổn định việc làm, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần có sự đổi mới về phương thức làm việc từ hành động cụ thể. Phải xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tập trung vào những việc khó và những vấn đề tỉnh triển khai. Cũng trong dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động đã trao 20 suất quà trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Công đoàn Việt Nam cho con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 60 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng đến Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai, từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị ứng phó và phục hồi của cả cộng đồng trước, trong và sau thiên tai. Đây là những chỉ đạo được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 3. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ngành thành viên Ban Chỉ huy. Trong năm 2014, cả nước đã xảy ra 4.154 vụ thiên tai, tai nạn và sự cố, làm chết và mất tích 133 người, gần 2.000 ngôi nhà bị sập, trên 230.000 hecta hoa màu bị thiệt hại. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là trên 2.830 tỷ đồng. Đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 cho thấy, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương và các tỉnh, thành phố đã được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, tổng hợp báo cáo kết quả cũng được chú trọng. Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về phòng chống thiên tai đã được nâng lên rõ rệt. Tại Hà Giang, trong năm 2014, toàn tỉnh đã xảy ra 7 đợt rét đậm rét hại, 2 lần xuất hiện dông lốc, 4 cơn bão và mưa to diện rộng. Thiên tai đã làm 12 người chết, 13 người bị thương, 51 nhà sập đổ và cuốn trôi, 96 nhà phải di rời, trên 5.800 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hàng trăm công trình công cộng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, thiên tai cũng làm cho trên 5.100 hecta hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại. Tổng thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra là trên 634 tỷ đồng. Để giảm đến mức thấp nhất hậu quả,
tỉnh đã kịp thời cập nhật tình hình thiên tai, từ đó tăng cường đôn đốc kiểm tra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ với cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất giữa cấp và ngành, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Công tác khắc phục hậu quả sau các đợt thiên tai đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, công bằng và đúng đối tượng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung vào tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống thiên tai xuống tới tận quần chúng nhân dân. Trong đó, các địa phương cần sàng lọc những hình thức thiên tai có thể xảy ra tại địa phương để có phương án ứng phó cho phù hợp. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, gắn với đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng ngành thành viên, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn nước trong sản xuất và sinh hoạt, rà soát lại nhu cầu sử dụng nước tại từng địa phương. Tiếp tục rà soát, bổ sung kinh phí cho công tác đầu tư, duy tu các công trình phòng chống lụt bão. Hội y học phải là cánh tay nối dài của ngành y tế, tập trung nhân lực ngành y tế trên địa bàn giúp thúc đẩy sự phát triển của y học Hà Giang trong thời gian tới là một trong những khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội y học tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 27 tháng 3. Tới dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng Hội y học Việt Nam, đại diện các cơ quan y tế 11 huyện, thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Hội y học tỉnh Hà Giang là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí. Ban vận động thành lập Hội y học tỉnh Hà Giang được thành lập gồm 19 thành viên. Qua hơn 7 tháng tuyên truyền vận động, kết quả đã có tổng số 27 đơn vị đã lập danh sách hội viên tình nguyện tham gia nhập Hội y học tỉnh Hà Giang, gồm 14 bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện với trên 1.000 hội viên. Ngày 8 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hội y học tỉnh Hà Giang. Hội y học được thành lập với mục tiêu thực hiện các chức năng tư vấn, phản biện, giám sát xã hội các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội, các chi hội thành viên và ngành y tế, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, động viên, giúp hội viên rèn luyện y đức, đoàn kết thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đào tạo nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học để phát triển ngành y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã được thông qua với nội dung tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội với các chi hội, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội y học tỉnh, các chi hội trên cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục vận động đông đảo hội viên là cán bộ hưu trí, người đang hành nghề y tế tư nhân, cán bộ y tế cơ quan, doanh nghiệp, hội viên tài trợ tham gia hội, khuyến khích nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt việc học tập nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hành khám chữa bệnh, gìn giữ y đức. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý khẳng định đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của ngành y tế tỉnh nhà trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội y học phải là cánh tay nối dài của ngành y tế, tập trung nhân lực ngành y trên địa bàn, giúp thúc đẩy sự phát triển y học Hà Giang. Trong thời gian tới, hội cần có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đẩy mạnh nghiên cứu và phổ biến kiến thức y học. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu hội cần tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong y học, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành tỉnh hội gồm 31 đồng chí. Ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội y học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 28 tháng 3 tại sân xi măng thành phố Hà Giang, buổi khai mạc lễ hội đền xuân Ất Mùi 2015 đã diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới. Trong những năm qua trên địa bàn thành phố Hà Giang, hoạt động văn hóa, văn nghệ và các lễ hội truyền thống đã trở thành nhu cầu tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống cộng đồng dân cư. Để tỏ lòng ngưỡng mộ, thành kính các vị anh hùng có công với dân, với nước và nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, đồng thời giáo dục những truyền thống tốt đẹp của quê hương, gắn kết tình đoàn kết các dân tộc, chung tay xây dựng Hà Giang phát triển. Lễ hội đền xuân Ất Mùi năm 2015 gắn với các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập thành phố Hà Giang. Lễ hội lần này nhằm quảng bá hình ảnh và những nét văn hóa độc đáo của quê hương đất nước và con người Hà Giang với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Với những ý nghĩa đó, hồi trống khai mạc lễ hội đền xuân Ất Mùi 2015 đã được cất lên trong niềm vui, sự náo nức của đông đảo những người tham dự, hứa hẹn một mùa lễ hội tưng bừng với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống, cùng các trò chơi thể thao dân tộc hấp dẫn.
Thông qua các hoạt động này nhằm động viên đồng bào nhân dân các dân tộc đẩy mạnh phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tạo thêm điểm nhấn về văn hóa tâm linh trên địa bàn thành phố Hà Giang. Lễ hội đền thành phố Hà Giang diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3. Ngày 27 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo thành phố Hà Giang. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy gian nan, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang đã luôn sát cánh cùng quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng dân quân tự vệ thành phố đã cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phát huy nội lực, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả khích lệ về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đặc biệt, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Hiện nay, thành phố Hà Giang có 77 cơ sở dân quân tự vệ. Với bước phát triển toàn diện về tư tưởng, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ thành phố đã tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian tới, lực lượng dân quân tự vệ thành phố cần tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh để góp phần đưa thành phố Hà Giang ngày càng giàu đẹp văn minh. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015, vừa qua Ban Chỉ đạo Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật huyện Đồng Văn đã tổ chức điều tra thí điểm tại xã Xà Phìn, họp rút kinh nghiệm để tổ chức tổng điều tra trong phạm vi toàn huyện. Trong cuộc điều tra thí điểm, tổ điều tra của xã Xà Phìn, các chỉ huy trưởng quân sự 19 xã thị trấn đã được tập huấn và thực hành phương pháp tổ chức điều tra, cách điền vào biểu mẫu theo đúng hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đối tượng nằm trong đợt tổng điều tra lần này là sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1, hạng 2. Công dân nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội có tuổi đời từ 18 đến 40 và các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội khi cần thiết. Từ đó nắm chắc số lượng, chất lượng làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn dự bị động viên và điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Văn, các thành viên của tổ điều tra đã tiến hành điều tra chặt chẽ, tỉ mỉ, cụ thể đến từng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Ngay sau khi kết thúc điều tra thí điểm, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật huyện Đồng Văn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về tổ chức cũng như phương pháp thực hiện. Qua cuộc điều tra thí điểm tại xã Xà Phìn, các chỉ huy trưởng quân sự 19 xã thị trấn của huyện Đồng Văn sẽ phổ biến cho tổ điều tra thuộc đơn vị mình quản lý để tổ chức tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện bảo vệ an ninh quốc phòng của địa phương. Trong những năm qua, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, thường xuyên rèn luyện, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác huấn luyện quân sự nhằm nâng cao khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu được coi là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng dân quân tự vệ. Hàng năm, căn cứ chương trình của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, phường Quang Trung đều xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện sát với địa bàn, đối tượng tác chiến. Giúp mỗi dân quân tự vệ nắm vững được kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thành thạo về vũ khí, trang thiết bị cũng như với các phương án tác chiến tại chỗ để đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ phường còn được huấn luyện về phòng chống thiên tai, diễn tập cứu hộ cứu nạn. Qua đó, thiết thực nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ. Riêng bản thân tôi, về cái thứ nhất là về nhiệm vụ luôn luôn phải hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ gì mà cấp trên giao. Ví dụ trong năm có những ngày lễ lớn là tôi thường thường là phải tập trung anh em, quán triệt anh em trực ban trực chiến tốt. Cái thứ hai là về phòng chống
cháy rừng, tuyên truyền anh em từng thôn tổ đội trưởng về cơ sở, tuyên truyền cho nhân dân là không được, cái thứ nhất là không được phát nương làm rẫy đốt rừng, cái thứ hai là có cháy điểm cháy nào thì huy động bằng anh em khống chế, không để cháy lớn. Bên cạnh việc tích cực tập luyện bảo vệ an ninh xã hội trên địa bàn, đối với mỗi chiến sĩ dân quân tự vệ phường Quan Trung còn tích cực tham gia vào phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chiến sĩ là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế giỏi. Anh Ngô Quang Tuyến, tổ 7 là một trong những điển hình. Tận dụng nguồn đất đai sẵn có của gia đình, anh Tuyến đã đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi bò, lợn, ao cá, cho thu nhập hàng năm trên 50 triệu đồng. Cuộc sống đã dần bớt khó khăn và đang vươn lên làm giàu. Ngoài cái tham gia bảo vệ ấy, mình còn phải kết hợp với lại về làm kinh tế gia đình. Nói chung là nó cũng có vất vả nhưng mà mình phải bố trí thời gian làm sao cho nó hợp lý để tham gia phát triển kinh tế gia đình và hoàn thành mọi cái chỉ tiêu của lực lượng dân quân đề ra. Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, nâng cao chất lượng, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự phường Quan Trung đều tổ chức tuyển chọn những quần chúng ưu tú, đặc biệt là những quân nhân xuất ngũ trở về địa phương để bổ sung vào lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, phường đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với quân số 65 chiến sĩ. Ban Chỉ huy quân sự phường đã thực hiện tốt quy chế phối hợp và chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng bảo vệ các ngày lễ Tết kết hợp với tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong việc phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng trong mùa hanh khô kéo dài. Cùng với đó, tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động thanh niên ở địa phương hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nên hàng năm phường đều đưa quân đạt và vượt chỉ tiêu giao. Lực lượng dân quân sẵn sàng bảo vệ mục tiêu trong các ngày lễ, ngày Tết, nhất là ngày Tết Nguyên đán và các ngày coi như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và các ngày lễ trọng đại của đất nước diễn ra. Hai nữa là trong ngoài lực lượng coi như bảo vệ an ninh chính trị và còn làm cái nhiệm vụ coi như huấn luyện coi như cho lực lượng coi như từ cán bộ chiến sĩ của dân quân trong thời gian qua, trong nhất là năm 2014. Đối với Ban Chỉ huy thành phố sẽ chỉ tham mưu cấp ủy chính quyền thành phố là chỉ đạo cấp ủy các xã phường là tổ chức thực hiện tốt cái luật dân quân tự vệ và bảo đảm cái chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là cái huy động lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ như diễn tập, luyện tập, chiến đấu trị an, mà đặc biệt trong năm 2015 là bảo vệ cái đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, dân quân tự vệ phường Quan Trung thành phố Hà Giang sẽ tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, thực sự là lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở và là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngày 27 tháng 3, Hội Đông y tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kế thừa, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển một bài thuốc gia truyền có giá trị chữa bệnh cho cộng đồng tỉnh Hà Giang vào điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh viêm đại tràng đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Đông y dựa trên bài thuốc gia truyền của Lăng Y Phùng Sinh Suất, thôn Minh Thành, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Đây là bài thuốc gia truyền chữa căn bệnh viêm đại tràng, gồm 6 loại cây thuốc có rất nhiều ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Qua nghiên cứu, điều trị cho 100 người bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh từ tháng 8 năm 2014 bằng bài thuốc gia truyền của Lăng Y Phùng Sinh Suất, 75% người bệnh sau 15 ngày điều trị khỏi bệnh viêm đại tràng, 25% người bệnh thuyên giảm, đỡ bệnh, không xuất hiện các triệu chứng không mong muốn và tác dụng phụ trong quá trình điều trị. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp về công tác sưu tầm, thừa kế, bảo tồn các bài thuốc gia truyền, các cây con quý trên địa bàn tỉnh, như tạo điều kiện thuận lợi và tuyên truyền cho người dân để đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các bài thuốc gia truyền và các bài thuốc của cộng đồng mình. Mở lớp tập huấn gieo trồng cây thuốc nam, xây dựng và phát triển trung tâm nghiên cứu nuôi trồng dược liệu của tỉnh tại các vùng sinh thái phù hợp. Trong thời gian tới, Hội Đông y tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa các huyện để tiếp tục triển khai thực hiện đề tài khoa học này. Đoàn bác sĩ hiện đang công tác và học tập tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam vừa có chương trình tình nguyện đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê.
Tại đây, ngoài việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo của xã Làng Nông, đoàn bác sĩ Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam còn tuyên truyền hướng dẫn nhân dân sử dụng các phương pháp không dùng thuốc trong việc phòng và điều trị bệnh như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, hướng dẫn nhân dân sử dụng các loại thuốc nam của địa phương để phòng và điều trị bệnh, tìm kiếm và phát hiện các nguồn cây dược liệu quý, các bài thuốc, phương pháp điều trị để từ đó hướng dẫn cho nhiều thành viên trong gia đình. Đợt này, đoàn sẽ tổ chức khám chữa bệnh và hướng dẫn người dân trong thời gian 10 ngày. Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục thực hiện công việc này tại các xã Giáp Trung và Yên Cường, huyện Bắc Mê với thời gian 20 ngày. Cùng với việc khám chữa bệnh cho nhân dân, theo kế hoạch, các bác sĩ trong đoàn Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam còn có những buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn với cán bộ y tế của các xã trên địa bàn huyện Bắc Mê. Nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, năm 2015, tỉnh Hà Giang sẽ trồng mới 40.565 ha diện tích rừng tại 183 xã thị trấn trong toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được gần 2.000 ha. Cụ thể, năm 2015, toàn tỉnh sẽ trồng mới 40.565 ha diện tích rừng tại 183 xã thị trấn, với tổng nguồn vốn thực hiện là hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, rừng phòng hộ là 400 ha, trồng rừng lâm nghiệp xã hội là trên 39.600 ha. Kế hoạch trồng rừng năm 2015 sẽ bắt đầu từ tháng 2 đến hết năm và được chia làm hai đợt: trồng rừng vụ xuân và trồng rừng vụ hè thu. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 2.000 ha, trong đó thực hiện Tết trồng cây gắn với kế hoạch trồng rừng lâm nghiệp xã hội là trên 1.150 ha, đạt gần 60% kế hoạch trồng cây xuân đất mùi. Trong thời gian tới, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động phân công cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả nghiệm thu trồng rừng của các huyện, thành phố. Đồng thời, các địa phương tập trung đưa ra giải pháp, kế hoạch trồng rừng theo phương châm quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhất mục tiêu đã đề ra, xây dựng kế hoạch trồng rừng linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, trồng rừng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, tăng cường đưa lực lượng kiểm lâm vào cuộc, gắn nhiệm vụ trồng rừng với quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang về kiểm tra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp quý 1 năm 2015. Trước khi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Hùng An về trồng cam theo hướng Việt Gáp, việc dồn điền chỉnh trang đồng ruộng tại xã Quang Minh và triển khai trồng rừng tại xã Kim Ngọc. Đánh giá chung, quý 1 năm 2015, huyện Bắc Quang đã tăng cường tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trong sản xuất nông lâm nghiệp, triển khai chương trình về dồn điền gắn với cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất tại hai xã Vĩnh Phúc và Quang Minh và thực hiện gieo cấy được 2.900 ha lúa, trồng mới 500 ha cây cam quýt, 200 ha cây chè theo hướng Việt Gáp, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn với quy mô tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích là 2,1 ha, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân trồng và phát triển rừng. Huyện cũng đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ bản đồng tình và nhất trí cao với cách triển khai thực hiện của huyện Bắc Quang trong sản xuất nông lâm nghiệp, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện trong thời gian tới tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh thực hiện có hiệu quả trong sản xuất nông lâm nghiệp, thành lập mới các tổ hợp tác xã trở thành sản xuất tập trung, từng bước đưa nền nông nghiệp của huyện ngày một đi lên, đặc biệt chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, nhất là trong khoảng thời gian giao mùa. Mới đây, tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường làng. Tới dự có Thường trực Thành ủy, đại diện Đoàn Thanh niên, Công an, Biên phòng và đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2015 và thiết thực thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp với phương châm thanh niên và nhân dân cùng làm, sau hơn một ngày thi công công trình thanh niên thắp sáng đường làng cho nhân dân thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Trong đó, thanh niên hỗ trợ đầu tư toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, nhân dân bảo quản, sử dụng và chi trả tiền điện hàng tháng. Công trình gồm hệ thống đường điện chiếu sáng với 19 bóng điện, có trao trục, có chiều dài 1 km với tổng giá trị công trình gần 36 triệu đồng. Việc xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường làng thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của tuổi trẻ với việc đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Đường sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thông qua phong trào này, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông, thu hút khách du lịch đến tham quan, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh, phát triển tốt. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết có nhiều bất thường là điều kiện cho sâu bệnh hại lúa sinh trưởng. Nắm bắt được tình hình đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vị Xuyên đã tích cực chỉ đạo xuống các xã thị trấn, theo dõi sát sao, chủ động chăm sóc lúa và kịp thời các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo năng suất, sản lượng cho vụ xuân. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ngay từ đầu vụ xuân, mỗi cán bộ trạm bảo vệ thực vật được giao nhiệm vụ thường xuyên bám nắm địa bàn, hướng dẫn bà con nhân dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nhất là giai đoạn hiện nay lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng đẻ nhánh. Trong đó tập trung vào làm cỏ để cây lúa không bị nghẹt rễ, đồng thời hạn chế được tối đa các loại sâu hại như ốc bươu vàng, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu. Cùng với đó, mỗi cán bộ khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật cũng thường xuyên tuyên truyền bà con nông dân có biện pháp giữ nước, chủ động nguồn nước, hạn chế phun thuốc trừ sâu, hóa học vào đầu vụ, giai đoạn đẻ nhánh nhằm hạn chế bùng phát của sâu cuốn lá trong giai đoạn lúa làm đồng. Từ đó, người dân đã hiểu và biết các biện pháp phòng tránh sâu bệnh, nâng cao sản lượng, năng suất cho vụ xuân. Chúng tôi nông thôn thì chúng ta chỉ bắt đầu trồng cây lúa thì chúng ta phải lúc nào cũng chú ý chăm sóc cây lúa để theo dõi nó có sâu bệnh thì chúng ta phải khẩn trương báo cho cán bộ để cho tôi tìm thuốc về sửa chữa bệnh cho lúa. Hiện tại bây giờ lúa của gia đình thì bệnh sâu bệnh chưa có nhưng mà tôi vẫn phải theo dõi. Cây lúa bây giờ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ, nó cũng là cái giai đoạn mẫn cảm đối với lại sâu bệnh, cho nên là phía trạm chúng tôi là cơ quan chuyên môn thì chúng tôi đã tiến hành là điều tra theo tuyến cố định. Ví dụ như huyện Vị Xuyên thì có tuyến cố định là đạo xã Đậu Đức với thị trấn Vị Xuyên với lại xã Việt Lâm đấy. Ngoài ra cái giai đoạn mẫn cảm này thì chúng tôi cũng có cái giai đoạn bổ cái điều tra bổ sung đấy, đổi bổ sung với những cái xã trọng điểm đấy, để phát hiện sâu bệnh hại. Vụ xuân năm nay, huyện Vị Xuyên gieo trồng trên 1.840 hectare lúa đạt 97% kế hoạch giao, chủ yếu là các giống nhị ưu 838, HT1. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện có hiện tượng sâu hại như sâu cuốn lá, dày nâu, bạc lá, đạo ôn. Để phòng trừ sâu bệnh hại lúa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm sâu bệnh. Đặc biệt chú ý đối với các xã vùng trọng điểm sản xuất lúa và các ổ dịch thường xảy ra như Tùng Bá, Linh Hồ, Việt Lâm, Trung Thành. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Năm nay thì thời tiết ấm cho nên là cây thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển, nhưng cũng đồng thời là nó cũng là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh phát triển. Thì để mà phòng chống kịp thời thì chúng tôi cũng ban hành cũng như là chỉ đạo hướng dẫn rất là sát sao xuống dưới cơ sở để nhân dân thường xuyên thăm đồng để kiểm tra, đôn đốc nhân dân rất là chủ động trong cái khâu này. Cho đến thời điểm này thì cây trồng vụ đông xuân là sinh trưởng phát triển rất là tốt. Dự báo thời gian tới, thời tiết diễn biến phức tạp, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển, lây lan nhanh. Chính vì vậy, bên cạnh sự chỉ đạo bám sát đồng ruộng của lực lượng cán bộ bảo vệ thực vật để phát hiện sớm các loại sâu bệnh hại, nhanh chóng giúp bà con nhân dân có biện pháp xử lý kịp thời, thì đối với bà con nông dân cũng cần chủ động trong phòng trừ sâu bệnh, thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sâu bệnh hại lúa trong vụ xuân năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.